Quý vị cùng đến với những tin tức mới nhất về tình hình dịch COVID-19 ngày 12 tháng 9 trên kênh tin nóng 24 giờ mới nhất. Mà tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Bình Dương nhận tin tích cực, chủ tịch tỉnh chính thức lên tiếng về kế hoạch lưu thông trên phạm vi toàn tỉnh. Tin vui, 100.000 phần quà và 4.000 tấn gạo của Bộ Quốc phòng đã được trao đến tay người dân thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ An phát hiện nữ nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly. Bà Rịa Vũng Tàu xem xét mở cửa 4 vùng xanh sau ngày 15 tháng 9. Tin tích cực, đã có tới hơn 14.600 ca bệnh COVID-19 ở Đồng Nai được điều trị khỏi. Phát hiện người lạ mạo danh Chủ tịch huyện ở Quảng Nam nhắn tin ông Đoàn Ngọc Hải xin gạo cứu trợ. Khánh Hòa cho phép đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine. Số ca mắc mới COVID-19 ở Singapore tăng nhanh, Campuchia ghi nhận nhiều ca biến thể. Kinh hoàng, ca mắc mới cao kỷ lục, Philippines kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm một năm sau đây mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết chủ tịch Bình Dương tiết lộ kế hoạch lưu thông trên phạm vi toàn tỉnh trao đổi với phóng viên liên quan đến việc thông hành trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian tới chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết địa phương hiện có các vùng xanh và vùng đỏ do đó sẽ dựa vào tình hình thực tế theo từng giai đoạn để quyết định cho phép người phương tiện đi lại người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Dương nhấn mạnh theo kế hoạch dự kiến, sau ngày 20 tháng 9 sẽ cho phép lưu thông trên phạm vi toàn tỉnh. Tuy nhiên đó chưa phải là quyết định cuối cùng mà phải dựa vào tình hình dịch bệnh thực tế địa phương. Đối với các địa phương vùng xanh, người và phương tiện được phép lưu thông ở phạm vi trong vùng đó. Dù vậy, các trường hợp ra đường nhưng phải đảm bảo điều kiện đã tiêm vaccine 2 mũi và mũi 1 sau 14 ngày. Người già có bệnh nền, trẻ em hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết. Ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương cho biết, đã gửi công văn đến các đơn vị địa phương về việc hoạt động kinh doanh mặt hàng thiết yếu trở lại. Theo đó, Sở Công Thương Bình Dương yêu cầu các đơn vị phân phối hàng hóa, thực hiện việc nhân viên, người lao động, tiểu thương và khách hàng đến mua sắm tại các chợ truyền thống phải được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc ít nhất là tiêm một mũi sau 14 ngày. Riêng đối với các trường hợp F0 khỏi bệnh, phải có xác nhận của cơ quan y tế. Chợ truyền thống chỉ cho phép tiểu thương kinh doanh các mặt hàng thực phẩm tươi sống, bao gồm rau củ quả, thịt heo, thịt bò đã được làm sạch, bố trí sắp xếp quầy sạp hợp lý, có biện pháp kiểm soát mật độ người mua bán tại chợ, bắt buộc người mua bán làm việc trong chợ phải thực hiện nghiêm quy định 5K, phải thành lập đội test nhanh COVID-19 định kỳ, test nhanh 3 ngày một lần cho tiểu thương, nhân viên làm việc tại chợ và khách hàng mua sắm nếu có biểu hiện nghi ngờ dưới sự giám sát của ngành chức năng. Sở Công Thương Bình Định cũng quy định tại các địa bàn vùng đỏ ở thị xã Tân Uyên, thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An cho hoạt động lại một chợ truyền thống, ưu tiên các chợ rộng rãi thông thoáng. Các địa phương vùng xanh tùy tình hình thực tế cho các chợ hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các tiêu chí chợ vùng xanh. Tin vui 100.000 phần quà và 4.000 tấn gạo của Bộ Quốc phòng đã được trao đến tận tay người dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 12 tháng 9, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ xuất quân trao 100.000 phần quà và 4.000 tấn gạo của Bộ Quốc phòng hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bộ Tư lệnh thành phố huy động hơn 36.000 cán bộ chiến sĩ, dân quân phục vụ nhân dân tận tình chu đáo. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Tư lệnh thành phố đã kịp thời lãnh đạo chỉ đạo các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, bằng tình cảm mệnh lệnh từ trái tim để phối hợp thực hiện đầy đủ các khâu, các bước tiếp nhận, xử lý, bảo quản, khâm liệm hỏa táng thi hài và vận chuyển bàn giao cho cốt bệnh nhân COVID-19, tử vong cho gia đình bảo đảm trang trọng, chu đáo, an toàn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đặc biệt, từ ngày 23 tháng 8, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu tăng cường hơn 10.000 cán bộ chiến sĩ và nhiều phương tiện trang thiết bị y tế hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống đại dịch. Phát huy cao độ truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc, Bộ Tư lệnh thành phố đã huy động mọi nguồn lực tổ chức thực hiện chiến dịch cao điểm trao tặng 100.000 phần quà và 4.000 tấn gạo giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, một hộp lương khô, 10 gói mì tôm, một hộp cá hộp, một hộp thịt hộp, 10 quả trứng vịt, một gói xúc xích, một chai dầu ăn, một lon sữa đặc, một lốc sữa tươi, một bịch bánh. Ông Nam phát biểu: "Đây là tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng là nguồn cổ vũ khích lệ, động viên to lớn để đảng bộ chính quyền lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố tiếp tục nỗ lực cố gắng, đoàn kết vượt mọi khó khăn, thực hiện triệt đề hiệu quả giãn cách xã hội với nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó, giữ vững bảo vệ an toàn các pháo đài, mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng vàng, triệt tiêu vùng đỏ, tiến tới xanh hóa bản đồ Covid-19, sớm mang lại cuộc sống bình thường mới cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau buổi lễ xuất quân, Bộ Tư lệnh thành phố triển khai ngay lực lượng phương tiện đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng người để nhanh nhất, sớm nhất mang những phần quà đến tay người dân, bảo đảm đúng đối tượng, thiết thực, an toàn, góp phần san sẻ giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, quyết tâm không để người dân nào bị thiếu đói. Nghệ An phát hiện nữ nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly, Ngày 12 tháng 9, nguồn tin của chúng tôi cho biết, một nữ nhân viên y tế tại Trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An có kết quả xét nghiệm định kỳ dương tính với SARS-CoV-2. Được biết nữ nhân viên y tế làm việc trong điều kiện luôn tiếp xúc với bệnh nhân dương tính. Trung tâm bệnh nhiệt đới được phân công điều trị bệnh nhân có diễn biến bệnh nặng, tâm lý bệnh nhân ở đây không ổn định, thường va chạm la hét với nhân viên y tế. Qua xét nghiệm COVID-19 định kỳ, Trung tâm bệnh nhiệt đới nhận được kết quả, một nữ nhân viên y tế có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Tuy nhiên, nữ nhân viên không có biểu hiện về bệnh. Hiện Trung tâm Bệnh nhiệt đới đã cách ly một số người tiếp xúc với nữ nhân viên y tế dương tính trên. Trung tâm Bệnh nhiệt đới được thành lập đầu năm 2020 là đơn vị lâm sàng, chuyên ngành truyền nhiễm bệnh nhiệt đới, có 117 giường. Thời gian qua, khi dịch COVID-19 bùng phát tại Nghệ An, tất cả nhân viên y tế của Trung tâm đều cấm túc tại đơn vị để làm nhiệm vụ. Trước đó, vào ngày 31 tháng 8, 8 nhân viên y tế tại Bệnh viện Giã chiến số 2 tỉnh Nghệ An có kết quả xét nghiệm định kỳ dương tính với SARS-CoV-2. Tính đến ngày 12 tháng 9, tỉnh Nghệ An ghi nhận 1.783 bệnh nhân mắc COVID-19 tại 21 địa phương. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh là 1.110, lũy tích số bệnh nhân tử vong là 10, số bệnh nhân đang điều trị là 663. Bà Rịa Vũng Tàu xem xét mở cửa 4 vùng xanh sau ngày 15 tháng 9. Ngày 12 tháng 9, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 diện rộng cho toàn dân. Trước đó, chỉ trong ngày 11 tháng 9, thành phố Vũng Tàu đã lấy mẫu cho hơn 132.000 người dân ở 5 phường có nguy cơ cao. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, mặc dù tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, số ca mắc có xu hướng giảm dần, nhưng số ca tiềm ẩn trong cộng đồng còn phức tạp. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo các địa phương bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp, tổ chức xét nghiệm sàng lọc COVID-19 có trọng tâm, trọng điểm, tránh giàn trải, tập trung cho các vùng đỏ. Ông Trần Văn Tuấn cho biết, Bà Rịa Vũng Tàu đang đẩy mạnh tiêm vaccine, mở cửa 4 vùng xanh gồm 4 huyện, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Châu Đức và Côn Đảo. Ông Tuấn nói, Bà Rịa Vũng Tàu luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động tốt, nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch tốt và xem xét phương án cấp thẻ xanh cho công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất ba tại chỗ. Đối với những người có nơi cư trú và nơi làm việc ở vùng xanh hoặc những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine đi lại làm việc áp dụng một cung đường hai điểm đến, điều về nhà chăm sóc gia đình con nhỏ, giảm căng thẳng tâm lý. Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang xây dựng kế hoạch cụ thể cho phép một số hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ tại các huyện vùng xanh sau ngày 15 tháng 9. Theo đó, mở cửa từng bước một số loại hình hoạt động kinh tế theo từng cấp độ trên nguyên tắc củng cố kiểm soát chặt đối với hàng hóa từ bên ngoài vào và tạo điều kiện đi lại trong vùng xanh. Tin tích cực đã có tới hơn 14.600 ca bệnh COVID-19 ở Đồng Nai được điều trị khỏi. Ngày 12 tháng 9, theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, địa bàn ghi nhận thêm 1023 ca nhiễm COVID-19, trong đó một ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 252 ca trong khu phong tỏa và 770 ca trong khu cách ly. Số ca nhiễm trong khu phong tỏa ghi nhận nhiều nhất tại thành phố Biên Hòa, trong đó có 92 ca tại công ty gỗ Li Food tại Tam Phước, Biên Hòa. Trong số hơn 1.000 ca nhiễm, có một ca cộng đồng ghi nhận qua xét nghiệm sàng lọc tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ngoài ra, 14 ca là bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2. Thống kê số liệu đến thời điểm này, thành phố Biên Hòa vẫn đang dẫn đầu số ca nhiễm COVID-19 với hơn 13,4 nghìn ca. Tiếp đến là huyện Nhân Trạch với 8,3 nghìn ca, huyện Vĩnh Cửu xếp thứ ba với hơn 8 nghìn, huyện Tràng Bom xếp thứ tư với hơn 2,4 nghìn. Địa phương đang có số ca nhiễm COVID-19 thấp nhất tỉnh là huyện Tân Phú, chỉ với 26 ca. Như vậy, tổng số ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư là 34.906 ca, Tổng số ca được điều trị khỏi là 14.623 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 là 311 ca. Phát hiện người lạ mạo danh chủ tịch huyện ở Quảng Nam, nhắn tin ông Đoàn Ngọc Hải xin gạo cứu trợ. Ngày 12 tháng 9, ông Viết Sơn, chủ tịch UBND huyện Nam Giang, Quảng Nam cho biết đã nắm được thông tin người mạo danh mình, nhắn tin cho ông Đoàn Ngọc Hải xin 10 tấn gạo quy ra tiền là 130 triệu đồng để cứu trợ cho 40 hộ dân đang bị cô lập vì mưa gió, sạt lở do ảnh hưởng của bão số 5. Ông Sơn nói với phóng viên, Hiện tôi đã yêu cầu công an huyện xác minh xem người mạo danh tôi nhắn tin cho anh Đoàn Ngọc Hải là ai, ở trên địa bàn huyện hay là địa phương khác để xử lý nghiêm. Nếu người này ở địa phương khác sẽ mời công an tỉnh vào cuộc xác minh, làm rõ. Chưa nói đến danh dự cá nhân, nhưng chuyện mạo danh xin gạo này đã ảnh hưởng đến việc chung của huyện. Theo kế hoạch phòng chống thiên tai, Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang đã yêu cầu mỗi xã tích trữ lương thực thực phẩm đáp ứng đầy đủ cho người dân có thể ăn từ 10 đến 15 ngày nếu có xảy ra tình trạng bị cô lập, chia cắt do mưa bão và lũ quét. Ngay sau đó huyện sẽ lên kế hoạch tiếp tế. Ông Sơn nói: "Chúng tôi sẽ không bao giờ để người dân thiếu đói." Cũng theo ông Sơn, hiện nay do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn huyện cũng có mưa nhưng ở mức vừa phải, chưa ảnh hưởng gì nhiều và không có chuyện người dân bị cô lập. Huyện cũng đã huy động lực lượng túc trực, chuẩn bị kế hoạch di dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở khi có mưa lớn kéo dài. Trước đó, một người đã mạo danh và tự xưng là ông Viết Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang, nhắn tin cho ông Đoàn Ngọc Hải với nội dung Hiện tại có hơn 40 hộ dân bị cô lập do mưa gió và sạt lở do bão để xin gạo cứu trợ. Ngay sau đó, ông Đoàn Ngọc Hải xin số tài khoản của Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang để chuyển 10 tấn gạo, quy ra tiền 130 triệu đồng Tuy nhiên thì người này lại không cung cấp số tài khoản của Ủy ban Nhân dân huyện mà lại cung cấp số tài khoản của người khác có tên là Nguyễn Văn Triều với chức danh là thư ký huyện. Nghi ngờ có người mạo danh ông Viết Sơn để lừa đảo, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu bắt buộc phải có số tài khoản của Ủy ban Nhân dân huyện và khẳng định không chuyển tiền hỗ trợ cho cá nhân. Ông Đoàn Ngọc Hải sau khi biết đó là người mạo danh để nhắn tin xin gạo cũng đã tìm cách liên lạc với ông Viết Sơn. Ngay khi nghe ông Sơn trao đổi về tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện, ông Hải cho rằng nếu tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện ảnh hưởng đến đời sống của người dân thì ông sẽ trích quỹ vì đồng bào để hỗ trợ bà con vượt qua mưa lũ. Khánh Hòa cho phép đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine Thường trực tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết đã có văn bản đồng ý chủ trương đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine đến Khánh Hòa, giao ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo sớm, hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định. Riêng du lịch trong nước, đồng ý chủ trương đón khách du lịch trong nước đến Khánh Hòa bằng các chuyến bay riêng và giao Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền các điều kiện áp dụng đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ, khách du lịch, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh Khánh Hòa cũng cho phép các hoạt động du lịch nội tỉnh đối với khách du lịch có giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc đã tiêm một mũi vaccine nhưng có giấy chứng nhận kết quả âm tính với COVID-19 còn hiệu lực. Trước đó, Sở Du lịch Khánh Hòa cũng đã có tờ trình xin ý kiến Ủy ban Nhân dân tỉnh về chủ trương đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine và được đồng ý. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, phó giám đốc phụ trách Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, hiện Sở đã hoàn thiện dự thảo kế hoạch đón khách trở lại trong tình hình mới, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét. Bà Thanh thông tin, trong tuần tới lãnh đạo tỉnh sẽ họp xem xét dự thảo này để sớm trình các cấp cao hơn để quyết định phê chuẩn. Chuyển sang những tin tức về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới. Số ca mắc mới COVID-19 ở Singapore tăng nhanh. Campuchia ghi nhận nhiều ca biến thể. Khmer Times đưa tin Campuchia ngày 12 tháng 9 công bố thêm 658 ca nhiễm sau 24 giờ, lên tổng cộng 98.842 ca kể từ khi đại dịch nổ ra. Đây là mức tăng hàng ngày cao thứ hai trong gần 6 tuần qua. Quốc gia này cũng ghi nhận thêm 9 trường hợp tử vong vì COVID-19, lên tổng cộng 2.028 trường hợp. Trước đó, vào ngày 11 tháng 9, Campuchia công bố 12 ca tử vong và 660 ca nhiễm trong 24 giờ, trong đó có 408 ca nhiễm biến thể Delta. Singapore ghi nhận thêm 550 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng trong 24 giờ qua, trong đó có 145 ca trên độ tuổi 60, Bộ Y tế Singapore cho biết. Số ca nhiễm trong cộng đồng hôm qua đã giảm nhẹ so với 568 ca của một ngày trước đó, phá vỡ chuỗi 5 ngày tăng liên tục. Tuy nhiên theo Channel News Asia, Singapore phát hiện thêm hai ổ dịch trong đó có khu phức hợp phố tàu Chinatown với 44 ca mắc mới, lên tổng cộng 66 ca. Ổ dịch còn lại là trường mầm non PCF Sparklitos Bradfield Head với 6 ca nhiễm mới, tổng cộng 22 ca. Khu phức hợp Chinatown sẽ bị đóng cửa đến hết ngày 15 tháng 9 để ngăn virus lây lan, cũng như để khử khuẩn sâu rộng. Theo MOH, toàn bộ nhân viên làm việc tại địa điểm này sẽ được xét nghiệm COVID-19. Singapore cũng ghi nhận thêm 5 ca nhiễm nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm trong ngày lên 555 ca. Cho đến nay nước này đã ghi nhận 71.162 ca nhiễm kể từ khi đại dịch bắt đầu. Tính đến ngày 11 tháng 9, quốc gia này còn 708 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị trong bệnh viện, bao gồm 35 ca nghiêm trọng cần được bổ sung oxy và 7 ca nguy kịch trong đơn vị chăm sóc đặc biệt. Kinh hoàng, ca mắc mới cao kỷ lục Philippines kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm một năm. Mới đây, Bộ Y tế Philippines thông báo nước này có thêm 26.303 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, số ca mắc mới trong một ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia Đông Nam Á này. Hiện tổng số ca bệnh tại Philippines đã tăng lên 2.206.021 ca. Trước đó, vào ngày 10 tháng 9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ký xác lệnh kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm một năm do đại dịch COVID-19. Sắc lệnh của tổng thống cũng lưu ý tất cả các cơ quan chính phủ và địa phương phải tiếp tục hỗ trợ và hợp tác đầy đủ cũng như huy động các nguồn lực cần thiết để thực hiện các biện pháp khẩn cấp mang tính quyết định nhằm loại bỏ mọi nguy cơ của đại dịch COVID-19. Tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép nhà chức trách trung ương và địa phương tiêm chủng cho người dân, kiểm soát giá cả các hàng hóa và thực phẩm thiết yếu cũng như nhiều biện pháp khác. Philippines lần đầu ban bố tình trạng khẩn cấp vào tháng 3 năm 2020 và đã gia hạn nhiều lần. Tính đến ngày 10 tháng 9, Philippines đã ghi nhận 2.179.770 ca mắc COVID-19, trong đó có 34.899 ca tử vong.